Xin mời chị Sởn. Chào cô, bác Sởn. Uống chút rượu đi. Cạn ly luôn. Được. Tốt. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cô tắm trước đi. Nhanh. Không cần đâu. Đỡ tốn thời gian. Từ từ đã, đâu cần gấp gáp. Thời gian là vàng bạc mà. Nè. Ông bỏ gì trong rượu? Tôi chỉ bỏ chút thuốc vào trong ly thôi. Phong hoa cô sẽ chống cự tôi. Sao phải bỏ thuốc tôi chứ? Có vậy mà cũng hỏi. Thì tôi không muốn cô trốn ra nước ngoài. Thay vào đó, tôi muốn giao cô cho Tony. Như vậy có phải hay hơn sao? Bắn có một mũi tên mà trúng tới hai con nhạn luôn. Trời ơi. Phải nói là quá lời. Đồ khốn nạn. Cảm ơn đã khen tôi. Tôi nhận. Tôi khốn nạn từ lâu rồi, giờ mới biết hả? Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau lần cuối trước khi chết nha, Sởn. Chạy tay nái rồi đó mày ha, sướng ha. Con khốn nạn này. Ông chủ. Sao hả? Tôi không còn chỗ nào để đi. Đội trưởng Sâm Chai giỏi vậy mà cũng chết. Tôi làm sao thoát nổi. Xin anh hãy tha cho tôi. Cô sợ chết tới vậy à? Phải. Tôi sợ rồi. Bây giờ anh muốn tôi làm gì tôi cũng nghe theo hết. Nói vậy tức là cô đồng ý nghe theo lệnh của tôi, có đúng không? Bây giờ anh nói gì tôi cũng nghe. Anh muốn tôi cúi đầu cũng được. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi tôi. Vậy gọi tôi là ông chủ đi. Được.
Thưa ông chủ, ông chủ muốn nhận cô ta vào băng thật sao? Em nghĩ tốt nhất phải giết chết cô ta đi. Bây giờ tôi chưa định giết nó, bởi vì tôi định sẽ dâng tặng nó cho tướng Di Xuyên. Chắc chắn tướng Di Xuyên sẽ rất thích. Đánh lên đi, đánh hay lắm. Mở lên, mở lên. Mạnh nữa. Đúng rồi. Đây. Đập đi. Đây, mở lên. Mở lên, đúng rồi. Vô, vào vô. Ừ. Đây. Mạnh nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Đánh lên đi. Đánh lên. Đánh lên chứ. Siêu quá vậy. Đánh nữa đi. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Tức thiệt chứ. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Đánh lên. Rồi. Đánh nè. Đem đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đây. Tập vậy đó. Hay lắm. Hay lắm. Hay rồi. Tập bao rồi. Xong rồi. Hay. Lục soát rồi của cháu. Nè. Tụi mày dám sao? Đó là luật. Tụi mày có muốn vô không? Mày lập tức đi nói với tướng Di Xuyên rằng ông ấy đã có khách quý tới tìm. Được. Nhưng sau khi bọn này lục soát người đã. Soát. Nè 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 nè, tụi mày nghe không hiểu hả? Có biết bọn tao là ai không? Hả? Bọn tao là khách quý đó. Nè, đã nói không rồi mà. Nè, mày đã sát người tao hả? Buông ra coi. Chuyện gì vậy? Hả? À, cậu Tony, có khách quý tới sao không chịu báo tao một tiếng? Bắt cách tao chờ vậy hả? Mày có biết họ là ai không? Em xin lỗi. Tony, chào mừng cậu tới chỗ tôi. Trong thời gian tới chắc phải làm phiền ngài. Có cái gì đâu, cậu không cần phải ngại. Chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp mà. Đi đi, mời lên trên, mời lên trên. Được, bàn chuyện một chút. Đón tiếp họ thật tốt cho tao nha. Tao ghim mày rồi nha mày. Đã tới rồi thưa ông chủ. Tôi cho gọi mọi người tới chỗ này là vì muốn tuyên bố rằng bắt đầu từ giây phút này trở về sau, mệnh lệnh của đại tướng Di Xuyên có hiệu lực như mệnh lệnh của tôi. Mọi người hãy tuân thủ và đừng làm tôi thất vọng. Dạ. 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 Chà, thật sự rất vinh hạnh cho tôi. Chắc tôi cũng phải thể hiện một chút gì đó để đáp trả lại. Quyết định vậy đi. Tất cả số hàng ở đây của tôi, nếu cậu thật sự muốn bán chúng thì tôi sẽ giảm giá chúng cho cậu. Xin cảm ơn ngài. Tới lượt cô rồi đó. Ý anh là sao? Thưa ngài. Ừ. Tôi có chuyện muốn nhờ ngài. Nói đi. Bác Sơn hiện đang rất cô đơn. Dạ, nếu ngài đủ lòng thương tình. Hân hạnh. Dạ.
tiếng gì bên ngoài vậy? Hay là có chuyện gì rồi? Tao sẽ giết chết hết. Dám vào đất tao, tụi mày không muốn sống sao? Hả? Có biết tao là ai không? Tao sẽ giết chết hết. Phim được dịch. Chờ đó. Hy vọng là sử dụng được. Chụp hình lại làm bằng chứng. Sau đó thì đặt bom tiêu hủy hết chỗ này. Được. Đã chụp đủ hình chưa? Mau chạy đi, chạy. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Chạy nhanh lên. Chạy đi, chạy đi. Mình chạy, mình chạy đi. Chạy đi. Đuổi theo, bỏ lên. Một con chó con mà còn là con cái nữa, ngon đó. Bây giờ ông chủ muốn em xử lý con nhỏ này ra sao đi? Ê, con nhỏ này nhìn cũng bén đó nghe. Nếu như ngài hứng thú, tôi sẽ tặng cho ngài. Biết làm gì chưa hả? Dạ ông chủ. Chuyện gì? Em thấy tủi thân chứ gì hả? Anh không có quên em đâu. Hay là giờ về đi, hai em một lượt cũng được mà. Cũng được. Nhưng mà nhìn bộ dạng cô ta kìa. Hay là để em làm đẹp lại cho cô ta trước cái đã. Đợi tới lúc mọi người giải quyết xong hết mọi việc, em đảm bảo là lúc đó từ bộ dạng con chó con này sẽ biến thành một con thỏ con ngoan ngoãn, biết nghe lời và không chống cự. Được. Đàn em của cậu đúng là hiểu chuyện. Vậy nhiệm vụ này sẽ giao cho cô. Được. Đưa cô ta tới phòng của tôi đi. Được. Dừng. Là phép ta. Xem chúng được bắn rồi. Cha ba đang trong tay của bọn chúng. Là lỗi của hai chúng tôi. Xin cứu cha ba giùm cái. Đừng mong thoát khỏi tay tao. Tụi mày còn đứng làm gì? Mau bắn đi. Ê,
Lưu đạn! Dư! Báo về trung tâm, thay đổi kế hoạch. Tìm chỗ ẩn nấp đi, chờ tới sáng. Giờ tiếp tục tấn công sẽ bất lợi đó. Lui! Dạ sếp. Lui, mau lên. Tại sao tôi lại ở đây? Thì tôi cứu cô chứ gì nữa. Chúng ta đúng là xui tận mạng. Tên Tony thông minh hơn tôi nghĩ. Cứ như nó đã biết mọi thứ. Sao có thể như vậy được chứ? Tên khốn đó biết hết tẩy của chúng ta rồi. Nếu không phải vậy thì sao hắn bắt cô dễ dàng được? Cô đã biết được những gì? Vì Sunan có tình cảm với Romran, vậy cho nên Romran chính là người thích hợp nhất nhận nhiệm vụ xử lý Sunan. Tên Tony này thật là nham hiểm. Tôi phải đi cảnh báo cho Sunan. Khoan đã, cô định đi ra ngoài kiểu gì? Bọn chúng đứng gác đầy ở ngoài đó. Thời điểm này chỉ còn có một cách, đó là trốn đi. Không được, tôi không thể đi với cô. Cái gì nữa? Vậy tôi đành đi một mình thôi. Cô cứ theo bản đồ này mà đi, rồi cô sẽ gặp căn cứ thôi. Không xa lắm đâu. Ở đó cô sẽ được an toàn. Cô chắc là không đi với tôi chứ? Tôi chắc. Chúc cô may mắn, tôi giúp được cô tới đây thôi. Cảm ơn cô nha. Chắc chắn là cô sẽ được tòa giảm án thôi. Tôi không liều mạng đến cỡ này chỉ để giảm án thôi đâu. Tôi nhất định không thể ngồi tù được. Chúc may mắn. Chúc may mắn. Chạy nhanh lên, chạy đi. Tính chạy hả? Mày nghĩ là tao ngu tới mức độ để cho mày trà trộn vô đây giúp cho cảnh sát, sau đó thì dễ dàng chạy thoát vậy à? Mày giết tao đi, đồ xấu xa. Chịu khó diễn một vai ngoan ngoãn
chấp nhận làm đàn em của tao. Vậy mà hiểu tao ít quá. Đồ đê tiện, mày không còn là con người nữa. Mày sẽ phải chết bờ chết bụi, không có chỗ chôn cất. Ba Sởn, nói hoài không mệt hả? Tốt nhất là để tao giúp cho mày một vết. Hết đường thoát rồi nha cô bé. Thả ra cái đám xấu xa này. Thả tôi ra ngay. Thả nhanh lên. Ồn ào quá. Ông chủ, bọn chúng đã tấn công vào đây. Con Sunan, có thấy nó không? Dạ thấy. Nó đã vào bên trong này, nhưng bây giờ không biết đã ở đâu. Romran đang đi chung với nó. Bây giờ tính sao đây ông chủ? Con nhỏ này sẽ có ích cho mình. Ít ra tụi nó cũng là đồng đội. Chúng ta sắp có một trò chơi mới đây. Sunan, hiện tại một đội quân có vũ trang đang tấn công vào khu vực của chúng ta kiểm soát. Đã có giao tranh với người của ta rồi. Vì vậy, ai chặt được đầu của chúng được thưởng mỗi đầu 20 ngàn. Hả? 20 ngàn? Ây chà, một đầu 20 ngàn kìa. 20 ngàn kìa. Qua bên kia chờ phục kích chúng. Đi tụi bay. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hàng cực phẩm, giá trị thật của nó rất là khủng khiếp. Ah!
anh ổn không? Anh không sao chứ? Đừng rảnh, mau trốn đi. Em mau trốn đi nhanh lên. Vậy còn anh thì sao? Em không cần lo cho anh. Nếu chúng ta đi chung sẽ không có thoát được đâu. Anh không cần phải lo cho em đâu, nhất định Sư Năng sẽ tới cứu em mà. Em mau tỉnh lại đi. Nó cứu em bằng cách nào hả? Cho dù nó có thích em tới cỡ nào, nhưng chúng ta là cướp, nó là cảnh sát, cuối cùng em vẫn phải vào tù. Không được đâu, cho dù thế nào chúng ta cũng phải trốn chung. Rùng rành, rùng rành, chúng ta không còn thời gian đâu. Em nghe anh nói đi, em mau trốn đi, đừng để bị bắt. Nếu như may mắn thì chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Rùng rành, anh rất yêu em. Anh yêu em từ lâu lắm rồi, cho nên anh muốn bảo vệ người mà anh yêu tới giây phút cuối cùng. Đi đi, đi, mau trốn đi, mau, đi đi, mau lên, không còn thời gian đâu, đi đi, đi. Anh rất yêu em, cho nên anh muốn bảo vệ người mà anh yêu tới giây phút cuối cùng. Tao đã đánh giá thấp bọn mày, giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Tới lúc chết rồi. Vậy thì chưa chắc. Thank you.
Trưởng, tôi đã hoàn thành giao ước rồi. Tôi đã giết được Tony rồi. Khoan đã, một. Cảm ơn anh nha. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Báo cáo, Di Xuyên trốn mất rồi. Hắn trốn nhanh thì Rôm Rành cũng trốn rồi. Vậy còn cha ba đâu rồi? Đã đưa về điều trị tại bệnh viện Bangkok rồi. Không biết bây giờ ra sao nữa. Cảm ơn mọi người nha.
Chà ba. Anh không sao chứ? Cô còn đau ở đâu không? Tôi đã trừ khử Tony xong rồi. Đội trưởng trên trời cũng được yên lòng. Nhưng nếu đội trưởng biết cô đỡ đạn thay cho tôi, chắc sẽ giận lắm đó. Sao liều mạng vậy không biết nữa. Bởi vì tôi không muốn anh gặp chuyện gì hết. Nhưng nếu cô gặp chuyện thì tôi phải làm sao đây? Cảm ơn cô. Vì đã hy sinh cho tôi nhiều như vậy. Nè 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 nè. Tôi vẫn chưa tin được những gì mà tôi vừa nhìn đâu. Giờ phải tự mình thẩm vấn lại đã. Nè Sunan, tâm tư anh có gì cứ việc nói ra. Anh Mọt, Ly à, anh đã về rồi. Anh Mọt, anh Mọt, anh đã về rồi. Anh đã về rồi. Thì anh đã hứa với em mà, anh đã quay trở về, quay về với tình yêu của anh. Anh Mọt, bây giờ cha ba sao rồi? Dạ khỏe rồi, nói chuyện không cần nghỉ luôn. Về nhiệm vụ khó khăn lần này, mặc dù tên đại tướng Di Xuyên đã kịp chạy thoát, nhưng chúng ta vẫn thành công xử lý được tên Tony. Cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Chiến công là của mọi người, không phải của riêng một mình tôi. Chắc sôm trai đã có thể nhắm mắt rồi. Còn về chuyện khôi phục thân phận cảnh sát cho cậu, tôi đã xử lý xong xuôi hết. Chúng tôi sẽ tổ chức nghi lễ chính thức, đồng thời với nghi thức trao huy chương cảnh sát quả cảm cho cậu. Chúc mừng thiếu tá Sunan. Dạ xin cảm ơn sếp. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng.
Là anh tự lựa chọn đó. Nếu ngày hôm đó phải lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ quyết định giống như anh. Không hẹn ngày gặp lại. Sunan à, sao con không nói với mọi người con là cảnh sát vậy? Con cứ để mọi người hiểu lầm con từ đó tới giờ. Cái thằng trời đánh này thiệt tình. Ba, ai nói với ba chuyện này vậy? Thì cấp trên của con chứ ai nữa. Là cấp trên? Sunan, ba xin lỗi con vì trước giờ đã luôn hiểu lầm vì con. Xin lỗi con nhiều nha. Nếu mẹ con còn sống chắc chắn sẽ tự hào vì con đó Sunan. Dạ ba, con sẽ tranh thủ về thăm nhà. Tranh thủ về sớm để nhà mình còn ăn mừng nữa. Dạ được, con sẽ tranh thủ về sớm. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba.
Hôm nay nữa thôi là được về nhà rồi. Alo. Sunan à, tôi xin lỗi vì bỏ anh đi mà không nói lời nào nha. Ramran. Cô đang ở đâu vậy? Dạ chị cha ba ơi, có một người tặng quà cho chị nè. Cảm ơn cô. Anh Sunan chắc không tới rồi. Ê, sao lại như vậy được chứ? Nếu anh ấy không tới thì đi đâu được? Ai mà biết được chứ. Có khi đi kiếm cái cô đẹp đẹp kia rồi không chừng. Ông nội, ông bớt tào lao giùm cái đi. Cha ba, tôi thấy chắc chắn kiểu gì anh Sunan cũng sẽ tới. Tin tôi đi. Đừng có nói giỡn coi. Trời ơi, ai dám nói giỡn lúc này ông nội ơi. Tôi nghe đây. Tôi không quên đâu mà. Ok ok. Tôi từng nghĩ là tôi yêu em rất nhiều,
Nhưng tới khi tôi gặp cô cảnh sát đó, nó là thứ cảm giác mà tôi không thể hiểu rõ được. Nhưng mỗi lần gặp cô ấy, tôi luôn thấy mình rất hạnh phúc. Cô ấy cũng đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Chắc đã tới lúc tôi phải bù đắp cho cô ấy rồi. Tôi thấy rất vui vì cuối cùng anh đã hiểu được lòng mình. Chúc em hạnh phúc. Sunan, cha ba nghe tôi nói nè, cô không cần chờ tôi đâu.
Tôi chỉ biết là bên cạnh cô ấy tôi thấy bình yên lắm. Chờ tôi nha, tôi sẽ quay lại. Suna. Chào ông cháu. Đi tận hưởng vui vẻ thôi hai cưng. Dạ. Để anh đưa tụi em lên thiên đàng nha. Đứng lên. Dạ, về đồ. Dạ, tôi lệnh sếp.